Đài Phương Nam vui lắm mà nghe. Tao nghe mày kể mà mày đem này trầu cao đồ rượu rồi quá bên nhà bển mà thằng Mẫn nó đuổi mày về là tao quê rồi. Tao tức rồi, trời đất ơi, đẹp dễ vợ qua cưới chồng mà nó chê nó đuổi đi ha. Tao phải nói với cha nó. Đúng rồi. Con không nhận thì cha phải nhận. Phải phải phải. Mà thằng cha nó không có ở nhà, tất nhiên ở ngoài ruộng thôi chứ đâu á. Dạ. Còn cái thân mày thì tao chá mày ghê vậy. Ăn cho mập thấy ha. Chứ không biết cái chuyện gì ngoài cái chuyện ăn không à. Đó bây giờ tới lấy chồng mà lỡ cái chuyện này là không ai lấy mình đâu nghe chưa. Cái gì? Chú Hai, chú Hai. Đó mày thấy không, tao nói đâu có sai. Chả không ở nhà, chả ngoài ruộng kìa. Anh Hai. Má. Tút. Ừ, đâu phải má là con dâu đâu mà phải. Này. Ở chị sao? Ôi, trời ơi, anh có nghe tôi kêu không mà sao anh né đi, anh không dò mặt má con tôi. Giờ đâu có né đâu, tôi thấy chị với cháu mặc đồ đẹp đi đâu á, tôi ra tôi chào. Tôi nói cho anh nghe chuyện là như vậy. Con gái tôi sáng anh đem lễ vào coi bên nhà anh. Đó là tính đinh xin cưới thằng Mẫn đó. Mà thằng Mẫn anh á, nó trả lễ vật, nó đuổi gái tôi về. Giận chứ bây giờ, con không nhận thì tôi biết anh ngoài ruộng, tôi đem ra đây cho anh nhận. Đó, đem ra mà. Chị đem này cho tôi nhận đó hả? Chứ gì nữa. Dạ thưa chị Sáu, cái này coi như nó đi ngược với là tổ tiên ông bà. Thì sao? Hồi xưa giờ là người ta đi hỏi vợ chứ không ai đi hỏi chồng bao giờ. Cái này giống như cọc đi tìm trâu, kỳ lắm. Trời ơi, trâu tìm cọc, cọc tìm trâu thì cũng vậy, không có sao trơn. Cũng trong cái chuồng của con trâu thôi hà. Dạ. Vì không, người này không lấy qua, người kia không lấy dạ. lại thì cũng là vợ chồng vậy thôi. Dạ. Anh nhận cho tôi. Thôi, dạ, đâu được, lẽ là vậy? Nhận đi chú, người ta nói á, cưới chồng là phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha, mà dèm quá rồi mất chồng con đâu được. Chú nhận giùm con đi chú. Nè bây giờ anh nghe lời tôi nè, anh nhớ không, mấy lần anh ra cái chỗ quán tôi anh nhậu đó, hai đứa mình ngoéo nha, hai đứa mình là xui gia đúng không? Bây giờ anh nghe lời tôi, anh dột cái cuốc xuống. Dột cái cuốc xuống. Sao rồi lúc đó hai chúng ta nhậu bao giờ cũng bí tỉ cho, nhiều khi lúc đó men hứa mà tôi hứa đó, giờ tỉnh rồi thấy kỳ lắm. Anh ơi, anh nói vậy không được, người lớn mà ai nói hai lời. Anh dột cái cuốc xuống, dột đi chú. Dột xuống. Dạ đúng. Hè rồi. Hai bàn tay ra. Đó. À, đây. À, vậy là coi như là ổng nhận rồi đó. Tía, tía. Trời ơi, con đã nói tía không được nhận xin lễ mà. Tía mới trả mà. Tía chưa nhận, tía chưa nhận. Anh nói gì sao vậy? Anh đã cầm xin lễ, tất nhiên là anh nhận rồi, anh rước vô về luôn. Không được, ba bốn đám vô cái đâu được đâu. Bà tía không có nhận đâu nghe. Trời ơi, bây giờ mình làm tiện về lợi đi. Dạ. Tụi nó thương nhau. Kéo nhau về nhà làm lễ một là được rồi, nhận đi anh. Thôi không nhận thôi, con xin phép cô mang xin lễ về đi cô. Em ơi em mang về đi, không ai nhận đâu. Chú cầm giùm con đi. Con coi cái này còn thiếu gì con. Dạ. Ai con đã nói tía không được nhận mà. Trời con biết không? Trời ơi. Cầm đó, cầm rồi đó. Buông ra một cái là bị quở liền đó. Thiếu cái gì nói luôn. Chồng ơi, chồng ơi, đứng đây mệt quá. Thôi mình chờ chút xíu đi rồi vào nhà nhá. Cái gì? Ai đây? Xí. Ai vậy anh? Dạ xin giới thiệu với tía, giới thiệu với cô cũng như là em. Em đây là người yêu của con ạ. À, sắp tới thì cô cũng biết tính con này đó, không yêu thôi nhưng mà yêu là phải cưới và chắc chắn là đây sẽ là vợ của con. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, trời ơi, sao mà liễu đồ xin lễ của tôi vậy trời? Tía con vui mừng quá khi biết là con trai của mình sắp sửa có vợ. Dạ con chào tía. Nhưng con mà... biết con vừa mới nói gì không? Hả? Mày lấy cái cuốc, mày cuốc cái đầu tao văng rốn đi. Cái gì làm cái chuyện gì vậy? Cái gì vậy mà sao mà vậy? Nói gì kỳ vậy mà tại sao có bộ thằng con trai mà nó có vợ mà ông không biết là sao không hai? Chồng ơi. À, được con. Đứng lâu quá con nó cũng mệt luôn á chồng. Tôi được. Bà thương nha. Cái gì vậy? Tía với lại cô với lại em cũng biết là thật sự là con cũng khỏe quá. Mới có xíu mà có bầu luôn rồi. Trời ơi. Thì thôi thì với lại tính con là chung thủy mà. Dạ. Yêu là phải cưới. Có bầu trước sao đâu. Anh Mẫn. Hả? Tía. Sao anh đối xử với con vậy? Tại sao cái con có con nhỏ này cũng có mà cái nhỏ nó có con không có? Sao nó có bầu mà con không được có bầu? Bây giờ sao? Ông có một đứa con à, mà nó cưới vợ mà ông không biết. Bây giờ nó có bầu, ông cũng biết, mặt ông ngơ ngác, ông là bộ. Bây giờ ông đưa thầy, nè, tôi không biết đó nghe. Đó, ông nhận xin lễ rồi. Dạ. Con này phải là dâu. Rồi. Đúng rồi, con là dâu của tía. Đi về con, đi về. Về. Này, tính làm gì? Ôi, về con, Ông tính sao, ông tính đi. Ủa, chồng nói với em á là người dưới quê hiền lắm mà sao mấy người này bạo quá vậy? Cút lên đi, không biết cái gì mà nói. Dạ, con không nói nữa. Thôi mình vô nhà nha chồng nha. Thế để chồng đưa vợ với con dạ, vào nhà nhá. Mẫn! Cái gì tía? Con muốn năm sau người này là đám giỗ của tía phải không?
Tía ngồi xuống được không tía? Làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế? Tía có đói bụng thì cũng phải từ từ chờ một chút xíu vợ con nấu ăn xong thì tía ngồi xuống ăn cơm. Tía ăn là tía muốn ăn cái đầu của mày á. Tía không có đói bụng. Tía đang nghĩ cái khách đó là tấm cổ đó là hỏi cái nhà này nè. Trời ơi, tía còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con nói xóm nữa chứ. Con có biết rằng đó mấy hôm nay đó tía thèm rượu thục lưỡi mà có dám ló cái đầu của nhà bà Sáu đâu. Sao tía không nói con ra con mua rượu cho. Tía nhậu 3 ngày 3 đêm cũng được mà. Uống rượu là phải có tri âm tri kỷ. Bây nói cái kiểu đó đó giống như là bây làm cái chuyện sống sượt rồi bắt tía giải thoát ra rồi đúng không? Úi giời, tía bình tĩnh cái gì mà chuyện gì sống sượt. Cái chuyện mà nam nữ yêu nhau trên thành phố có bầu rồi cưới là chuyện bình thường. Trời. Nó còn an toàn nữa tía. Chỉ trời. Sợ là cưới về không có bầu mới là đau mới là cay á. Bây làm cái chuyện mà nó sống nhăn như vậy mà bây nói lại bình thường. Rồi bây giờ mới có biết là cái cảm giác chịu đựng khó đau bức rứt tức tối trong lòng của tía như thế nào hay không? Nhưng mà tía có biết được cái cảm giác đau khổ bứt rứt trong lòng của con khi tía ép con phải cưới Hồng Sumo không? Ê, cái gì vậy? Ê, cái này là sự đối kháng con trai dành cho tía đó hả? Hay là đền đáp công lao dinh dưỡng vậy? Hả? Có, con với tía chỉ là đang tranh luận thôi mà. Mày phải biết một điều, tía cưới vợ là tía cho bay nha, nha. Đấy, chính tía nói câu đấy. Tía cưới cho con thì tía cần gì phải suy nghĩ gì nữa. Tía với cô Sáu đâu cần phải lo, cưới cho con mà. Đúng rồi tía ơi, gạo nấu hành cơm rồi tía ơi. Ôi dồi em ơi, đang có bầu mà nấu xong không kêu anh xuống anh bưng lên cho. Dạ, tía ơi, hôm nay á con nấu rất là nhiều món ngon. À, đầu tiên á là món canh bầu cá lóc. À, món thứ hai là ớt xào xả. Món thứ ba là này, dạ. Vịt. Sao mà giống gà vậy? Vịt. Dạ vịt. Dạ vịt kho. À vịt, vịt kho gừng. Dạ. Toàn món tía thích. Dạ. Ủa con trai. Dạ. Mắt con còn tỏ không? Hay là cái lỗ tai tía bị lãng? Cái này là canh bầu cá lóc quá hả? Sao tía thấy giống cháo thịt bằm quá vậy? Tại con cá lóc vợ con bằm ra. Oh, nhìn nó giống thôi. Oh, dầu cô... nên ghê, cá lóc nấu canh mà bằm. Nên lắm, nên lắm. Trời ơi, tía này vợ con trên thành phố mà đâu có nấu món này quen đâu. Tía cứ làm khó làm cái gì, quan trọng là ăn vào nó cái hương vị nó ngon đúng không? Tía ơi, tía ơi. À, món này là con hả? Con đã cố gắng hết sức để con nấu rồi đó. Tía thưởng thức cho con vui nha tía. 200 ngàn nha. Trời, còn lại tiền bạc ở đây nữa. Nấu ăn là 200 ngàn à? À không, ý là mua con cá lóc này hết 200 luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Dạ. Cái sứ này cá lóc nó nhảy vô tới giường ngủ luôn đó. Chỗ nào cũng có cá lóc hết mà có con cá lóc này mà 200 ngàn đó hen. Thì cứ con dâu này về tán gia bài sản. Ý con á là cá lóc làm là cộng với lại vịt, cộng với ớt là tổng hết là 200 ngàn. À đúng rồi, đúng rồi. Nhà của mình á cũng là cái dạng trung bình trong xóm thôi. Ăn một bữa cơm gia đình mà 200 ngàn á thì xin lỗi, tía ăn không nổi. Thôi hai vợ chồng trẻ ăn đi, tía vô đồ huyết áp. Tía, 200 có gì đâu, tía cứ coi cho mẹ ăn mâm đám giỗ có gì đâu, 200. Tự nhiên nói 200 làm cái gì? 200 đó là tiền công của tôi đó. Tiền công thì từ từ tôi trả, làm gì mà phải nhắc như thế. Mẹ lội sao? Biết đâu. Với lại bầu bì đi lại nó cẩn thận một chút xíu nha, nhẹ nhàng thôi. Mình có bầu hiểu không? Ở đây cả tuần lận đó, chú ý vào. Xin lỗi đi, để cố gắng lại. Thành á, mà coi đi mấy cái này khó quá à, không biết làm. Khó thì phải cố, nhưng mà nấu ăn dở thật, nhìn không muốn ăn luôn á. Thôi giờ gán đi, làm vợ hiền con vợ đảm đúng không? Ừ. À chồng ơi, anh ăn đi nha, anh ăn lẹ đi. Anh ăn hết đi rồi à, mấy cái chén này á là em rửa cho. Mấy cái này á để em rửa hết cho. Cái việc đó là nữ trong gia đình phải làm. Con dâu đâu có quyền phân công như vậy. Con tưởng tía nhịn đói chứ. Người lớn không có để bụng đói khi ngủ, ảnh hưởng sức khỏe. À, tía ngồi đi. Dạ, tía ngồi. Với lại hơn nữa nó không có ăn. Nhưng mà ở đây ngó coi hai đôi chồng trẻ ăn cơm như thế nào, phải không? Ôi, cái tía làm gì đấy? Vô lấy rượu. Lẹ lên. Lấy rượu lấy tía. Con đi lấy rượu. Đi từ từ thôi. Dạ. Yeah. Ngồi đó làm cái gì? Vô lấy chén cho tía. À, dạ.
Tớ thích ngồi đây. Dạ. Con dâu, hầu rượu cho té. Dạ. Hầu rượu. Té uống với ai? Té đâu có uống với ai đâu. Sao hai ly? Lỡ con. Dạ, con xong rồi. Đứng đây hầu rượu. Nghe tí hỏi, quê quán nghề nghiệp làm gì? Dạ, thưa tía, con làm nghề. Nhớ mùa chôm chôm chín, mùa chôm chôm kỷ niệm. Dạ, con làm nghề bán chôm chôm. Dạ đúng tí à, con đi mua chôm chôm gặp vợ con. Trời ơi, đó là khoảnh khắc hai đứa con được chạm mặt tôi nhau. Tôi đâu hỏi mấy anh... người. Chà má. Dạ, má của con thì làm... Mẹ già như chuối. Mẹ con chết rồi. Cha. Dạ, cha của con á thì... Gió lay mẹ rụng. Con... Dạ, cha con đi theo má con luôn rồi. Ồ, cặp song ca này tung hứng ăn ý quá ha. Thật sự, dạ. Mỗi lần nghĩ về hoàn cảnh của vợ con, nhiều lúc con khóc luôn tí à. Con sinh ra mà không được cái sự bảo bọc của ba của mẹ. Một cô gái đi bán chôm chôm, không cha không mẹ. Ôi, đôi song ca này thật là ăn ý. Mai mốt tía mở một cái quán nghệ sĩ hát với nhau ở dưới này, hai đứa con đào khép kín nha. Dạ dạ thôi tía, tụi con hát dở lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi thôi tía, trời ơi uống rượu một mình vậy không tốt đâu. Ngồi đây ăn cơm với tụi con. Dạ đúng rồi. Gia giáo trong cái nhà này ai cho phép con trai con dâu ngồi chung cái bàn cơm ấy lộn, cái bàn nhậu với ông già? Ừ, trời ơi, cái gia phong thì hôm nay con mới nghe thấy tía. Tía đừng có làm khó nữa mà. Ngồi ăn với nhau mâm cơm nó ấm cúng có gì đâu. Con dâu. Dạ. Hôm nay tía không thích ăn canh bầu. Tía dạ. Muốn ăn con gà luộc. Tía muốn ăn gà luộc á? Đúng. Dạ được. Chịu nha. Cái gì? Con dâu ra mắt tía chồng chỉ có con gà 1 triệu đồng mà không tiếc nữa hả? Tiếc cái gì đâu, 1 triệu luôn. Mai em đi ra chợ kiếm đúng một gà 1 triệu mua cho anh. Trời ơi, xong được anh Mẫn. Anh Mẫn à, ba anh đã nhận sính lễ của má em. Kể từ giây phút đó, em đã là vợ của anh. Và ngay giây phút này, em phải qua đây. Cho dù em có chết đi, thì em cũng sẽ là ma của nhà anh. Đừng nhìn ba bằng đôi mắt đó. Ba chỉ chạm giờ sinh lễ cho ba không có nhận. Mới chạm một cái mà mang đồ qua ngủ luôn rồi hả? Nè, tía à, người ta nói ăn ít ăn nhiều thì cũng là ăn. Cho dù tía có sợ, có chạm, có ngửi hay có hít nó thì đó cũng là tía nhận rồi. Anh à, em không thể nào đi đâu được hết. Mà tía ơi, tía biết sao không? Má con kêu á, má con đốc thúc con là phải qua đây cho bằng được. Nhưng mà một phần thôi. Nhưng mà phần lớn là con không thể nào để chồng con lọt vào tay của người đàn bà khác. Nhất là mấy cái đứa ốm nhách mà bụng bự hơn con ghét lắm. Trời ơi, có ai khổ như cái thân già tôi không? Người ta có dâu con là người ta hưởng thụ, người ta hạnh phúc. Còn tôi có dâu con á, tối ngày như cái chợ. Ruộng nương tôi mần xong hết rồi mà tờ mờ sáng hừng đông sáng mới mò ra đây ngồi trò hỏi như vậy. Chạng vạng mới dám mò về nhà. Ôi, khổ quá thì trời ơi. Tía ơi, tía. Trời ơi. Con nè. Tía không có ăn uống gì hết. Con tôi để cho tôi yên là được rồi, không có được cứ không có cần. Tía ơi, tía đi đâu mà tảng sáng sớm con tìm tía không thấy. Con chuẩn bị đồ ăn sáng cho tía còn nóng hổi nè tía. Tía đừng có ăn đồ của con nhỏ yêu tinh đó, ăn của con đi. Cái gì? Nó yêu tinh vậy? Tụi nó cô á. Trời ơi, bà mới là yêu tinh đó bà già. Trời ơi, người ta chưa kịp cưới xin mà đòi làm con dâu người ta. Hứa gì mà không biết ngượng trời. Ê, ít ra là tía má cũng có xính lễ trao cho nhau đàng hoàng chứ không phải như cái thứ bên kia là con lấy cái... Thứ gì? Trời, muốn có cũng không được đó bánh bèo. Vậy sao vậy? Đây là minh chứng tình yêu của tôi với anh Mẫn. Trời ơi, anh Tị hả? Tía thấy nó nói con gì được không? Bây giờ tía nói đi, giữa con với con yêu tinh này tía chọn ai làm dâu của tía? Cả hai. Tía, sao tía tham vậy tía? Cả hai cô đều là yêu tinh quái nữ hết. Không ai là dâu của tôi hết á.
Cô làm dâu cái kiểu gì? Làm dâu kiểu gì mới có 2 ngày về nhà thôi là bể 20 cái dẻ 40 cái chén để làm dỗ. Mà con cho thằng bể hả? Thanh thủy cho đấy mà mở miệng ra tiền, mở miệng ra tiền. Còn hai bà dịch xin mới xuống giống. Trời ơi mấy bài con mới xuống ổ cắn nát hết trơn. Mỗi lần giận là cứ lăn qua lông lại chứ cái dẻ lau nhà. Còn cô, dưới quê chúng tôi đâu cần tiền. Người quê chỉ có tấm lòng. Chúng tôi chỉ sống bằng cái tình. Cộng rau, cộng cá, cộng rượu sống. Không có gì tiền. Bây giờ xin thầy bố đi. Là tí nói con vậy giờ giờ con nói tí nghe là tí ăn sáng của con đi con cực khổ con nấu thôi tí đừng ăn tí của tôi mà tí là tí của con tí ăn của con tí là tụi con không được tí té tôi ra bây giờ trời ơi buông cơ thể tía tôi ra tía tôi mà hai cô làm như cái nùi rẻ vậy hả làm dâu kiểu vậy hả có sao không tía đây là chồng của tôi chồng của tôi tiêu rất hay nát này cái gì chồng của cô hả cái gì thì này là chồng của tôi cái gì vậy cái gì vậy cô lộn tía cái này chồng con trời ơi chồng tôi chồng của tôi anh đi gặp chồng tôi hả nói đúng với chồng tôi hả chồng là chồng của tôi trời nè có bao la tôi có bao tôi có mở nè Chị Mận, cái gì vậy Mai? Mệt quá không vậy đâu, phiền phức quá. Nói chung trả tiền cho tôi được rồi. Tía, tía ơi, vậy là tất cả chỉ là giả bộ thôi. Con có cơ hội làm dâu của tía rồi đúng không? Hả? Trời ơi, sao tía đánh chồng con? Cháu nội của tía đây hả Mận? Cái câu bách dạng hiếu di tiêu mày để ở đâu? Cũng tại tía mà tía. Con đã nói là tình yêu của con, vợ của con là phải do con chọn. Bản thân con tự biết ai mới là người con dâu tốt cho tía mà. Vậy mà tía cứ ép con phải cưới bằng được Hồng Sumo. Tía, người ta nói ép dầu ép mỡ, chứ ai lỡ ép con. Nếu như mà tía muốn ấy thì được rồi. Con sẽ cưới Hồng. Con sẽ trao thân gửi phận cho Hồng được chưa tía? Hả? Lấy em đi. Tía ơi, anh chịu rồi. Tía gật đầu luôn đi tía nha. Con làm dâu của tía, con sẽ là dâu Thảo vợ Hiền. Thôi mày ở giá giùm tao luôn đi. Tía. Hải Phương Nam vui lắm à nghe. À, Thí, qua đây, qua đi đứng. À, dạ chú ba, à, hôm nay con dẫn thằng bạn của con đi qua hỏi cưới con gái chú. Dạ, chứ không phải là tụi bay nghe là lấy con gái tao về làm rể nhà này thì được chia nửa tài sản hả? Dạ đúng rồi, cả nguyên cái chợ đó. Phải. Từ cha sinh mẹ đẻ giờ ta mới thấy là bạn dẫn bạn đi hỏi vợ đấy. Cái ba má tụi mày đâu? À, dạ ba của bạn con đang ở nhà canh mấy hũ vàng chú ba. Mày khùng hả? Vàng làm canh mày khùng. Có. Có. À, dạ có. Nhà có vàng. Dạ. Dạ có. Được rồi. Thằng này đây à? Dạ đúng rồi dạ. Chú ba. Đi hỏi vợ mà mày hỗn thế. Con đâu có nói gì đâu hổng. Mày phải đứng dậy mày trả lời đàng hoàng chứ. Dạ chú ba ơi, bạn con nó đang đứng rồi chú ba. Con đang đứng mà. Thằng tướng thằng này trông cao nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Con cao hơn so với mấy đứa mà nó học khác lớp con. Tướng thằng này vuông ấy chứ. Dạ. Dạ. Tại vì tía gọi tía. Tía hả? Tía. Dạ tại vì tía chưa gặp mẹ con á, tía mà gặp mẹ con chắc tía thương lắm á. Ừ. Tại mẹ con tròn mẫm mà dễ thương lắm. Những người dạ. Cho nên mới gọi là mẹ tròn con vuông. Trời dạ. Ơi biết luôn. Tía hay quá à. Tại vì hồi đó lúc mới đẻ con ra cái ở trong hẻm á, người ta ai cũng thích hết trơn á. Khi mấy người đó người ta nói là chúc mừng mẹ tròn con vuông á. Dạ. Mà gia đình đẹp.
Dạ. Thế cho nên là con vuông thì mẹ mới tròn. Dạ, đẹp đều á. Dạ. Dạ. Mà tại sao tôi nhìn cái tướng mày như là tướng đá gà? Trời ơi, sao tớ biết? Ủa sao mày có nói hả? Nói đâu, không có đá gà. Dạ chú ba, không phải, thằng bạn của con á là nhà nó có nguyên một cái trang trại gà lớn lắm chú ba. Trại dài, trại dài nguyên một cái mấy hecta luôn á chú ba. Mày có thích tao lấy cả hũ vàng ra chọi chết gà như nó? Dạ. Trại gà là cái gì? Cái này là coi thường tao này. Không, bây giờ để con nói chú người ta không kêu tía không. Tại vì tao đừng có coi thường tao có vậy. Mặc dù là con chơi đá gà thiệt nhưng mà con có cái sĩ diện của cái thằng đá gà. Tại vì bây giờ chú đừng coi thường con, nói về gà là cỡ nào con tiếp chú được hết trơn á. Nè, chú muốn nói về cái loại gà nào? Nè, gà tre nè, gà nhạn nè, gà điều nè, gà ô nè, cái gì cũng được. Gọi tía. Thôi. Dạ. Đi vào việc chính. À, dạ. Việc chính là việc gì em? Cái lỗi vợ. À, quên. À, mày thích làm rể nhà này hả? Dạ, không có thích, tại bạn con nó suối. Trời. À, dạ, tại con thích con gái của tía. Tía, dạ. Chứ nghe lọt lỗ tai. Dạ. Tao đã nói là tao không muốn lấy vợ mà mày cứ ép tao hoài. Châm trà con. Dạ tía. Nợ là mày nhiều hơn tao. Hai đứa cùng nợ với nhau. Không, đừng mẹ lấy, tao không được lấy đâu. Tao chỉ thấy nó đẹp quá đi. Em chờ hai anh. Đẹp quá đi tôi, trời ơi. Nhà này là có phép, có tắc. Dạ. Đẹp quá à. Mày làm cái gì vậy? Đẹp. Lịch sử. Cái tên lịch sử mà. Hai miếng trà. Cảm ơn em. Ôi chà. Mình đợi gì? Vợ đó. Tía ơi, tía ơi, vợ đẹp quá. Tía cho con cưới về luôn đi, khỏi làm thủ tục rườm rà quá nha tía. Này, mày làm tao như là con gà, xong mày cứ bắt tao cổ cứ phải vẩy gật gật thế à? Đâu có, nếu mà là con gà là phải vô nước rồi còn vỗ cái cổ. Không phải ý vậy đâu chú ba, tại bạn con á kiểu nó quan tâm chú, coi chú như là tía trong nhà chú dạ. Ba. Dạ, tức là chăm sóc hả? Dạ. Thằng này được. Dạ. Thằng này được. Dạ để con dẫn vợ con về, con cảm ơn tía. Rồi. Từ sao từ. Cho mày nói kêu tao lấy vợ rồi. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Đây là con chị nó. Dạ đúng. Dạ. Vậy mai em theo chồng rồi ạ. Ủa vậy không phải vợ mà là chị vợ. Ừ, hai đứa như nhau. Vậy là song sinh hả? Đúng rồi. Dạ em chào chị hai. Còn dưỡng ba đây Tắc. Là một thanh niên Tắc. Có học thức lại muốn gặp vợ. Vợ hiền. Hát nghe hay nhỉ. Dạ. Vậy chờ ở đây chút, chị vô chị gọi em Xuân ra nha. Cảm ơn chị hai. Con cảm ơn tía. Trời ơi, nhìn chị... thôi nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Dạ. Tía, chị hai mà đẹp vậy chắc em còn đẹp bá cháy bù chét nữa. Ê, tao bắt đầu tao thích lấy vợ rồi đó. Tía vậy hồi nãy chị hai là tên Xuân á tía, vậy còn cái bé vợ con là tên gì vậy tía? Tên là Xuân Thì. Ôi ôi. Hai đứa nó như nhau. À vậy là Xuân chị, Xuân em. Đúng rồi. Đẹp. Đẹp chứ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nhìn là biết rồi. Xuân ơi. Tí ơi sao đâu. Trà con. Dạ. Giảng giống chị nha. Trời ơi. Tao khoái bạo lực vậy đó. Cô da nhọn. Nhọn. Thế nào? Xuân thích giỡn quá. Dạ. Thế nào? Dạ. Chốt thế nhỉ? Dạ. Nếu mà không chốt thì lại bê hàng về.
Dạ chốt. Tao cưới mày cưới. Chốt đơn giùm mày. Chốt đúng là quên cưới vợ là cô ta mà đúng không? Dạ tiếc chứ con đồng ý lấy Xuân làm vợ. Dạ. Tao thấy mày rất nhiệt tình. Dạ. Thằng rất giỏi giang. Dạ. Nhiệt tình đây bác đồng ý. Dạ. Nếu mà mình không đồng ý thì gọi là ông già chơi không đẹp. Dạ. Dạ. Cái này... Cho nên là tao mới chốt mày làm rể nhà này. Dạ, con dạ. Cảm ơn tía. Tía mà làm vậy hả là người đời người ta nói là tía chơi dơ đó tía. Đúng rồi, tụi bay hay nói chơi dơ rồi. Dạ, không nói được hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn tía. Vậy cho phép con được rước Xuân về. Dạ. Tao bảo rối quá à. Chị đẹp chắc chắn là em cũng sẽ đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp lắm. Xuân ơi. Tí ơi, tí. Tỉnh lại tí ơi. Tỉnh ơi, tí. Tỉnh, tỉnh. Xuân. Tí ơi, tỉnh lại tí ơi. Đây là Xuân em. Ở nhà thường gọi là Xuân mẹ. Vì ngày xưa má nó mang bầu ấy, đêm nào má nó cũng nằm mơ thấy công chúa và phù thủy. Dạ. Cho nên là mới có Xuân em. Tía ơi, đón Xuân này, tự nhiên con lại nhớ Xuân kia. Tí ơi, tí. Ôi trời, không sao. Nó lại sốc kệ nó. Như vậy là hàng đã đi là không có về. Như thế là đơn đã chốt. Trời đất ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Đừng có ăn nhiều quá, chị ơi. Mày đâu hiểu được tâm trạng của mày. Trời đất ơi, trời ơi. Tao ăn nhiều hồi đó giờ mày biết. Mà nãy mỗi lần tao ăn xong cái nó chạy ra nhìn tao cái. Trời đất ơi, tao lại mày đi ra đây, mày ra đây. Tao nói cho mày, tao lại mày. Mày làm ơn mày chịu khó mày lấy nó giùm cái được không? Trời ơi. Mày à, bây giờ tao biết cái bản mặt mày, mày tính toán trong đầu mày ớt rồi. Chỉ vì mày thiếu nợ tao với mày mà mày thiếu gì hơn tao. Bây giờ mày gán tao, mày đem gã tao qua bên còn tiêu tình. Tại sao mày lại có thể đưa tao vào làm rể cái gia đình của cái con trai? Mày đi ra đây, mày đi ra, tao nói mày nghe. Mày nghĩ sao vậy? Mày có vợ mày sướng, tao cũng có vợ rồi, không lẽ giờ tao đi phải lấy vợ nữa? Mà nè, tao với mày cờ bạc chung, mày cũng thiếu đồng thiếu đủ như tao, sung sướng thì mày cũng la làng lên, rồi bây giờ thua thì mày đổ qua bên đầu tao làm sao? Tao đổ vô đầu mẹ đầu. Thì bây giờ mày là anh em tốt, và anh em tốt rồi mày phải giúp đỡ chứ trời. Mày nghĩ sao mày cho tao đi lấy một cái con nhỏ, cái tướng của nó hả? Trời ơi là trời, giống như xe lu mà nó ủi ba ngày. Ủa? Đẹp lép vậy nè. Mày nghĩ sao nè, tao nói cho mày biết, bây giờ hết xe lu, xe hàng, xe gì cũng đổi được hết. Thời buổi bây giờ nè, khoa học này kia người ta phát triển lắm, kỹ thuật người ta phát triển, bây giờ có tiền là làm được hết. Mày thấy cái mặt nó chưa, tại sao tao bây giờ nhắc tại cái mặt của nó, trời ơi là trời, mụn nào mụn đấy, nó xì mũ lên, tao nhìn tới đó tao tưởng tượng. Ôi mày nhắm mắt lại, mày đừng có tưởng tượng, mày trước mặt đó mày tưởng tượng là một cái bánh xèo hay một cái gì đó mày chuẩn bị ăn đi. Trời ơi mày ăn đi, tại sao mày không ăn đi, mày kêu tao ăn gì? Thì tao có vợ rồi sao tao ăn nè, tao nói mày nghe, nhà nó có tiền, mà có tiền bây giờ là phẫu thuật thẩm mỹ đúng không, lên Sài Gòn phẫu thuật thẩm mỹ nè, cái mặt nó biến thành một cái mặt khác, lo gì có mấy một mụn. Thôi ơi mày đừng có nói chuyện cái câu đó. Mày tự nhiên mày đẩy tao vô nhà người ta giàu kệ người ta, tự nhiên mày đẩy tao về chắc khác nào tao đi lường gạt người ta hả? Không yêu thương mà đi lào mỏ ta. Tao nợ nhưng mà tao vẫn có cái sĩ diện của thằng nợ chứ. Nhưng mà mình là anh em chí cốt mà. Tí vậy. Nhưng tao nói mày là bây giờ nó có tiền, nó giúp hai anh em mình. Còn không bây giờ nè ha, nợ nó tới nơi nè, tao chết mày chết luôn. Không, mày lấy đi. Trời ơi, nó đã xấu mà nó có nói chuyện vô duyên nữa là tao chịu nổi. Cái này gọi là vô duyên thu. Bây giờ nói chung là có tiền là lắp được hết tất cả, mày lo làm chi mấy cái đó. Không, tao không lấy, mày lấy đi. Làm sao mà tao lấy được nè. Trời ơi, hai thằng đó trốn đâu rồi? Trời ơi, chưa lấy được vợ mà. Thôi, tao đâu? Trời ơi, tụi bay trốn tao hả? Nợ 500 triệu hết gì? Tụi bay nghĩ là trốn được tao đúng không? Tại tại đâu rồi? Trời ơi. Đó, bây giờ á, nợ nó dí tới nơi rồi đó.
thiếu ai không thiếu, mày kêu tao đi thiếu nợ thằng Ba Gà. Tao không biết gì đâu, bây giờ đó tao chạy trước đây. Mày mà không lo lấy á là chết hai đứa đó. Mày chạy trước. Ai? 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 Đang có hạn mà mày chơi mày bỏ bạn, đúng là thằng khốn nạn à. Giờ tôi sao lại trời, tự nhiên đang trai thân cưới vợ đẹp không được, phải cưới một cái con vợ đẹp. Trời ơi, Tía ơi con. Trời ơi con ơi, con làm ơn con lẹ lẹ em đúng nha con. Nè tối rồi nè. Trời đất ơi, đây tới đây đó, nhà tôi đó. Đợi chút xíu tôi kêu tí. Có gì đâu mà giờ. Công nhận nhà anh nghèo thiệt á. Là khỏi cần mà nói câu đó. Thấy không? Là bản thân bà đi từ xa là bà đã càm ràm là biết nhà tôi nghèo rồi. Bà qua đây bà đứng nè, qua đây. Qua đây, bà là vợ tôi mà. Qua đây. Trời đất ơi, tôi dặn rồi, có đi á có cách xa đó cũng vừa phải thôi. Trời đất ơi, nghĩ sao tôi đi rước cô từ hồi lúc tờ mờ sáng mà đi tới giờ này mới về tới đây mà ra mắt ông tí chồng rồi ông ngủ rồi bà ra mắt ai. Ủa anh mắc cười quá, anh nói tôi là cách xa anh 5 mét, tôi cách xa anh 5 mét muốn gì nữa. Bà đó kiểu bà cố ý á, mà cách xa gần cả mười mấy mét chứ không phải 5 mét, mà đi mà kiểu như vậy nè, như kiểu bằng trong cách chấp vậy vậy nè, rồi làm sao mà tới hả? Trời ơi, cái chân tôi ngắn mà vừa phải rồi chứ. Nè tôi nói thiệt nha, chút xíu nữa là làm ơn gặp tía tôi á, ăn nói sao cho đàng hoàng chút xíu, đâu có nói sao cho tôi coi được coi. Ví dụ rồi. Giờ tía tôi ra nè, tía tôi không có thấy đường, thấy không? Không thấy đường hả? Ờ, thì tía tôi đi ra là con đâu sao chào coi. Dạ, con chào bố chồng. Ủa sao? Tôi tập y chang trong phim luôn á. Gì vậy? Sao nãy trước khi qua đây không chịu mua tô bò viên ăn cho nó có duyên chút? Hả? Trời ơi là trời, vậy thôi, nó nghe nè, nếu như mà đã không có nói chuyện mà ăn nói mà không có duyên á thì một xíu nữa gặp tía tôi làm ơn làm coi như là bị câm. Bị câm không nói gì hết nha, câm đơ luôn, hiểu chưa? Được rồi, tôi không nói gì hết thì tôi làm cái gì, đứng đó thôi hả? Làm vợ tôi và im lặng không nói gì hết nè. Nó nghe tập trước đi, làm vợ là phải đứng kế bên đây, gặp tía cứ im lặng. Cứ tôi dịch cha, hiểu rồi không? Sao nói gì chứ bây giờ mà nói chuyện không có duyên, bà mở miệng ra một cái là kể như là tía tôi mà nghe cái kể như là ông chắc ông sáng mắt luôn á, hiểu chưa? Hiểu rồi. Khổ ghê, tôi muốn gì sao? Ê tao nghe nè, bộ nhà em giàu lắm hả? Nhà tôi giàu ai mà không biết, nguyên cái huyện này biết nhà tôi giàu luôn á. Biết rồi, nhưng mà giờ á là tía có tía của cô có tâm sự gì với cô không? Thí dụ như là hai đứa mình bây giờ nó nghe nè, hai mình là chuẩn bị là vợ chồng rồi, cho nên là đừng có giấu nhau gì nha. Hứa đi. Hứa. Tía có hứa với lại cô là thí dụ như hai đứa mình lấy nhau xong cái tía có cho gia sản mà tài sản đó đó nó tầm cỡ khoảng bao nhiêu, ước đoán khoảng nhiêu biết không? Ý là anh muốn biết. Thí dụ như cho khoảng bao nhiêu lượng vàng nữa, thí dụ vậy á. Tía hứa với tôi là khoảng nhiêu đây nè. Trời ơi, kia cái dạ con đường giao trương trai kia về phải không con? Dạ. Tía chào ông giao trương trai. Tía chào con. Dạ tía. Tía con tưởng là tía ngủ rồi. Dạ con dẫn vợ con về rồi tía. Dạ dạ tía ngồi đây, tía ngồi đây. Được rồi con, được rồi con. Tía còn coi từ. Dạ. Con giao. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ. 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 Cầm đơn mà. Có lỗi rồi đâu được má. Chào tía. Mày nói rồi đó, tía mắt không thấy á. Dạ tía con thấy là hình như mắt tía không thấy đường đúng không tía? Dầu tía thấy không, mới nhìn cái là biết tía không thấy đường, tía biết khí lụ khụ, con sợ về đây làm dâu tía không? Hay trinh tế tía thấy cái đó trinh tế. Anh cưới tôi để về chăm tía anh cái gì? Đó trinh tế lắm con. Dạ. Tía ơi, dạ đây là vợ. Không cần giới thiệu, tía dạ. Biết rồi, đây là cháu Xuân, con của anh Ba Đông, cháu ngoại của chị Trương Hạ mà. Dạ. Con giao Xuân đây. Dạ. Con có thể đưa mặt lên cho tía chồng ngó nhan sắc con cái được không con? Ôi tưởng gì trước này tôi tự tin lắm. Trời ơi. Được rồi con. Dạ tía. Rồi được tía coi.
Cầm ơi, tí ơi, ở đây. Đứng ở đây có dạ vợ con có đem cho tía nè. Trời ơi hên ghê thiệt. Đây là tí hít vô cái. Ấn tượng đó. Trời ơi vẻ đẹp của tôi lan tỏa ghê chưa? Không phải. Ấn tượng là con biết mỗi lần con gặp tía là cái nhan sắc con làm tía xỉu lên xỉu xuống. Cho nên là con đem hai ba chai dầu đúng vậy không? Ba chai dầu rớt cái đó kìa. Dạ con mới lụm, con mới lụm. Tía chịu. Con bé này được. Ủa sao? Tía ơi. Bộ tía thấy đường hả? Không có. Tía có thằng giao cách cảm giống con. Trời ơi. Nó mới bước vô nó biết nhà mình nghèo rất buồn trời. Biết ra không thấy được. Nè tía ơi, con trả cái nhan sắc của vợ con cho tía nghe con. Ủa sao tía nói tía cảm nhận tía biết rồi mà kêu con trả chị? Không cái gì hình dáng là không cảm nhận được. Hình dáng là phải trả. Dạ. Làm con tưởng nó nhan sắc của vợ con làm cho tía sáng mắt được chứ. Không có. Dạ đây. Dạ vợ con. Xuân. Cái gì đó con? Dạ con ho. Dạ tía. Vợ con mặt mày sáng sủa. Da trắng mịn màng như ngọc trinh. Chân dài tới nách. Nách dài ngang chân. Ngực nở mông to. Nói chung là hoàn hảo tía. Chứ mừng chịu. Sau này cháu nội tía là ngon lành, cao ráo không giống cha nó được. Là được hả tía? Được chứ tía chịu. Vậy là tía đồng ý hả tía? Tía đồng ý. Nhưng mà tôi không có chịu. Cái gì? Anh đi tìm người mà anh tả giống nãy đi. Ê có xuất trời ơi bảy củi bảy lọ của ta chắc không trời phải, ơi phải hàng lại. Dạ tía chịu con nhỏ này tía có tính lo xa. Dạ. Thì nó tới đây nó biết tía xỉu là đi xuống nó lấy hai ba chị giàu tía chịu. Vĩnh biệt tía. Vĩnh biệt tía, con cha cho nó nghe tía. Trời ơi là trời, cũng chết cũng khó nữa. Trời sao cuộc đời chúng đen thì bỏng cho mất với trời. Khốn nạn quá. Trời bây giờ tôi cần một sự trợ giúp. Chỉ có thằng Tèo là thân tình với tôi thôi. Tèo ơi, mày đâu rồi? Tèo, mày là bạn khốn nạn. Tao mà thành ma, tao sẽ dậy tao bóp cổ mày cho mày xấu. Cho mày xấu rồi tao luôn, Tèo ơi. Là trời ơi, trời ơi, ơi. Điện tí kìa. Trời ơi, anh ba. Cảm ơn sự có mặt của anh ba. Anh ba hỗ trợ giùm em. Cho em treo cái cổ vô đây giùm đi. Mày lùng mấy cái nào mày. Dạ. Thôi. Qua đây mày. Mày. Dạ. Anh ba. Gì vậy? Anh cho em chết đi chứ cuộc đời em ra đây thì chỗ mặt. Bây giờ cái con nhỏ xấu nhất của quyển mình còn chê em vậy em sống để làm gì? Đến mày, đến mày. Qua bập. Chết đi mày, mày. Dạ. Mày chưa có trả nợ cho tao mà mày chết hả? Dạ. Tao nói cho mày nghe nè. Đàn em của tao á là canh ở nhà mày. Hả? Sẽ treo ngực ba của mày lên. Giống như tụi tao treo mày ở đây nếu tụi mày không trả nợ cho tao á, mày biết không? Dạ biết. Nè mập. Trước khi mày muốn chết á, đề nghị mày trả hết cái nợ mà mày cờ bạc cá độ. Ủa mày định xuống Diêm Vương mày làm con ma nợ hả? Dạ không có đâu. Ủa mà cái nợ này đâu phải của mình em đâu, có chung của một cô hồn này nó mà sao tự nhiên bắt của mình em là sao vô lý quá. Vậy là bây giờ mày gánh cho nó đúng không? Dạ thì thằng nào lùng thằng đó trả. Mày bớt giỡn đi tao. Mày mới bớt giỡn, mày nhóm cũng không cao được hơn nhiều á. Nhưng mà cái vậy là mày gánh. Đâu có, anh ba nói gì sai. Anh ba nghĩ coi, thường là đứa nào cao là phải gánh cho thằng lùng chứ. Hợp lý. Dạ. Vậy là mày gánh. Anh ba ơi, anh ba tha cho em. Ủa nghe mày. Cái áo đẹp quá vậy anh ba. Áo gì đẹp hả mày? Em biết rồi. Áo mua mắt lắm mày. Cái áo này mua ngoài chỗ bà Sáu đúng không? Áo này, áo Sida nè. Mày. Tao đã định bỏ qua mày, thấy mày khen áo đẹp, định xử thằng lùng này. Mày khai cái áo Sida. Tụi bay còn chưa thấy bên trong cái lớp áo Sida đó là cả một tinh túy. Hả? Nó có tinh túy luôn hả? Đừng nghe nha, thằng nào chạy là tao chém luôn á. Sợ trên coi cái, em không chạy đâu. Hey. Ghê quá. Hey. Hey. Ôi, trời. Ghê quá. Hey. Wow. Ôi tinh túy quá, nó còn đỏ nè. Ở trên. Ôi trời dễ thương quá đi à. Mèo mai thông minh đang yêu kìa. Đồ rê lên. Anh không thích em hát bài đó hả?
em không ép bạn đó nữa đâu. Không phải. Dạ. Anh. Thôi ra. Hả? Mày là đồng tưởng với tao? Đâu có. Anh ba đừng có nói gì, em đâu có tiền đâu. Làm sao mà đồng tưởng, làm sao em nuôi dôi được, em không biết tiền. Mày nỡ mày còn ngu nữa. Tao nói đồng tượng ở đây á. Dạ. Tao với mày cùng chung một thần tượng. Ủa thần tượng đâu? Thần tượng đâu? Đây. Đây hả? À? Mèo mai thân mình đã kêu về đồ để em mòn. Đại ca. Cười lên các ơi, vỗ tay coi. Trời ơi, em mê lắm, em là tí mà. Rồi. Em là tí là tụi tí, nhưng mà em thay vì là tí là phải sợ con mèo. Được. Còn em là tí là em hâm mộ mèo, nhất là con mèo này là. Đâu, mày sợ mèo cũng đúng, tao tưởng mèo mà. À vậy hả? Em mà em sợ tao hả? Đâu có sợ chứ, giận hoài. Ủa đáng lý là hả, anh ba phải là cha trai em mới đúng á. Vậy ai là Suka? Suka, đúng rồi, mình phải tìm Suka. Mà Suka đâu? Suka đâu? Suka. Không lẽ Suka đây? Ôi Suka. Ủa đang cao hứng mà. Ủa tụi bay cười ý là tụi bay nói tao xấu không có đẹp như Suka đúng không? Anh ba cái thằng này, mày đi đòi nợ với tao mà mày hùa với tụi nó, mày cười tao, mày trả nợ cho tụi nó luôn đi. Quê hả? Dạ. Bị mày. Dạ. Nhẹ tay em đọc em bỏ qua đi. Cái vụ đồng tượng đi. Mày nữa. Nợ vẫn phải trả. Trả xong nợ tao mời mày nhậu sao? Ha? Dạ. Vẫn mày trả nợ. Bây giờ mày có trả không? Dạ đại ca. Cái gì? Buồn ra. Ai vậy? Cô là ai? Tao là vợ của tí. Ghê chứ mày hít chói chút. Ủa nó nghe khoan từ từ. Cái vụ này nó hơi bị kỳ. Em xin lỗi anh ba. Ủa rốt cuộc là ai là vợ hả? Đi ra cho người lớn làm việc. Ủa tao nè. Mày tới đây trả nợ cho nó thì được. Không trả nợ tao xử mày luôn. Mày xử không? Mày dám xử không? Trời ơi gì vậy? Ghê quá. Vợ mày dữ quá. Dạ, đây là Oh. Hả? Mày biết đây là gì không? Dạ, má ơi. Muốn lấy không? Dạ, đúng rồi. Nhà. Anh tí nợ bao nhiêu? Tao trả gấp đôi. Hả? Wow. Dạ, đúng rồi. Nhà vợ em á là vàng mà đem ra chọi gà được luôn á. Thằng Tèo nợ bao nhiêu? Dạ, thiệt má ơi. Ủa? Trả luôn cho thằng Tèo hả? Em? Trả luôn cho anh Tèo hả? Chứ còn gì nữa? Trời ơi. Nhà em giàu mà. Trời đất ơi. Có cần em thối không? Lý tiểu nữ của tao không cần thối. Chà. Biết. Anh Tí, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Ủa xí, tiền dư. Rồi cần gì dư nữa? Nhà mình giàu mà. Ủa vậy? Ủa nhà mình là sao? Là tụi mình sắp thành vợ chồng đó. Ờ. Sắp thành vợ chồng thiệt hả? Em không chê anh hả? Chê gì mà chê. Anh phải đi theo em đi. Đừng có đi chơi với mấy đứa đó nữa, biết chưa? Dạ biết rồi vợ. Nó nghe nè, bây giờ để anh cổng vợ về ra mắt hai bên nha, được không? Hi-cha! Được. À, dạ hả? Dạ. Mời Lý. Ôi trời. Vợ chồng anh Tí cho em theo với. Theo hả? Lên mày. Lên. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Ây ta, cái vụ mà bán gần mặt lộn vậy, cái người qua người lại người ta mới dễ mua, sao mình dở quá ta. Cái đường liên ấp ngay chỗ gần nhà mình, người từ ấp này qua ấp kia, người từ ấp kia qua ấp này, ý người ta đi cái người ta mệt, tại khát nước người ta uống nước. Hay ta. Bây giờ mà không được. Muốn bán cái đường liên ấp á là phải có ý kiến của trưởng ấp, mà nhờ hai ông anh của mình. Hay quá. Phải nhờ hai ông thôi. Ngóng riết mà còn cổ nó dài cả thước. Cũng ai cũng ngóng như tôi thôi. Ủa ông tới đây làm gì mà ông ngồi ông lì đây nãy giờ vậy? Vậy chứ ông lì đây làm gì nãy giờ? Tôi đang hỏi ông làm cái gì? Ông biết ở đây là ở đâu không? Đây đâu phải là cái ấp. Ở đây
là cái chỗ quán ăn. Tôi có tiền, tôi tới tôi ăn. Ăn thì ăn cho ngập mặt đi rồi đi về, làm gì ngồi đi định mò bà vậy? Định mò gì? Ai bán đâu ăn, hay ngồi đợi thôi, nghe không? Còn ông chắc không, không phải ăn đâu ha. Chắc là ông ở đây ông ăn dạ của bà Tư thôi, ngồi lì vậy thôi, đúng không? Ông ăn nói cho cẩn thận nha, cấp dưới không có nói hỗn hào gì được nha. Đây nè, tôi tới đây không phải là chuyện chơi đâu. Đây nè, ông dòm đi. Cô Tư của nhắn tin của mời tôi tới đây nè. Đâu, đâu? Nè, đây nè. Chứ không phải đưa không mà tôi tới đâu. Hả? À, ồ, dữ ta. Có tin nhắn rồi nữa hả? Bộ ông có tin nhắn tôi không có. Nè, cái kỹ nha. Đó, ai nhắn? Ai nhắn? Ủa? Tôi kỹ ta. Kỹ gì? Mà nhắn tôi mới tới chứ, không nhắn rồi tới. Thôi, buông ra đi. Gì vậy? Đâu có thân thích gì đâu mà gặp kè. Đưa cho ông coi thôi. Thôi, không có thân thiết gì qua anh kia ngồi đi. Ai có cấp trên cấp dưới đàng hoàng chứ đâu phải muốn gặp kẻ ai gặp được. Xin lỗi, tôi không muốn ngồi với ông đâu. Ủa, ủa? Ê, anh hai, anh ba. Trời ơi, hai người qua đây cùng lúc luôn hả? Qua trời để giờ. Tôi không muốn nghe cái giọng cười đó nghe. Cái giọng cười đó đó, nghe ứa gan lắm nghe. Làm gì? Phóng dữ cái gì? Thôi thôi, nãy giờ chờ em có lâu không? Lâu rồi. Dạ, thôi xin lỗi hai anh chứ tại vì em qua bên cấp kế bên để em đưa mấy cái đồ ăn cho gia đình nhạn Loan. Trời ơi, gia đình ốm nhom nhách là nhỏ xíu con mà tôi nói ăn gì mà ăn như sáng cạp vậy đó. Thôi thôi, để em vô làm mấy ly nước. Ừ, nãy giờ không ai làm mấy nước khô khô cổ hết à. Ủa, mà hai anh uống gì? À, nước ngọt, cà phê hay trà đá? Thôi thôi, trà đá được à. Dạ dạ. Vậy uống trà đá luôn cho nó đồng hen. Chơi trà đá người ta khoái đó mà người ta không bây giờ muốn ra tiền đâu. Dạ. Thôi, nãy giờ chờ lâu rồi. Đó, hạ quả bớt nóng. À, cảm ơn cô. Bớt nóng hạ quả. À, uống tôi bao. Dạ, nước mình có rồi. Dạ. Mình nâng ly đi các anh. À, nâng ly trăm trăm với coi. Dạ, ha, nâng ly lên nè. Mời. Dạ. 50 cũng không uống chứ đừng nói 100%. Trời, tôi nổ chứ. À, anh hai uống nước rồi. Dạ, anh ba cũng uống nước rồi. Dạ, em trình bày cái chuyện ngày hôm nay. Vì sao em mời hai anh qua đây để có chuyện để em muốn nhờ hai anh. Mời thì mời một người thôi, mời với hai người. Bởi vậy tôi nói cô rồi. Dạ. Cái tôi thấy nó chướng mắt quá à. Mời một người thôi. Dạ, nói nào ngay á, cái chuyện này một người không có giải quyết được. Phải hai người mới giải quyết được. Dạ. Thôi cô Tư trình bày đi, rồi cái nào giải quyết được tôi giải quyết liền, cái cụp liền. Dạ. Ký liền tại chỗ. Cô Tư mà nói đi, cái vụ gì? À, nói nào ngay á, thì em coi hai anh giống như người lớn trong nhà. Muốn cái gì á, em cũng phải hỏi ý hai anh. Rồi nhờ hai anh cho em xin ý kiến. Dạ. À, số là hổm rài á, hai anh biết rồi đó. Đường này tự nhiên nó vắng gì mà nó vắng quá. Hàng họ nhà em bây giờ bán đâu có được cái gì đâu. Đồ đạc quá chừng quá đất rồi. À, ế quá à. Nên em tính là hỏi ý hai anh để đặng đem cái quán của em á, chút hà, mình đem ra ngoài cái đường liên ấp á anh, để mình bán. Ở ngoài đó giờ người ta đi đồng, người ta đi ngang qua lại nhiều, nên em nghĩ là bán được hàng. Em cũng không có bài biện gì nhiều. Em bê chừng cái bàn thôi, cái thêm mấy cái ghế. Dạ, thì mình cho khách ngồi, cái mình xách thêm cái bàn nữa, cái mình để mấy chai nước, cái mình để thêm mấy ly cà phê, cái mình để thùng nước đá. Dạ, cái thí dụ mà hai anh thương thì cho em để thêm cây dù cho nó mát. Dạ. Không biết ý anh hai với anh ba làm sao ha. Để nó giúp cô thì tụi tôi cũng sẵn sàng giúp cô thôi. Dạ. Đúng rồi. Đâu có gì đâu mà không giúp. Nhưng dạ, mà cô cũng thông cảm. Bởi vì cái đất đó là đất của nhà nước. À, hai nữa là cái đó là cái vỉa hè cặp mé lộ. Đâu. Bây giờ cô muốn ra đó bán đó. Dạ. Thì cũng dễ thôi. Bây giờ cô làm cái đơn với làm cái tờ trình. Đơn, đơn xin mình bán buôn đó đó. Rồi tờ trình rồi bán cái gì. Rồi đưa qua tôi ký xong rồi đưa xã ký chuyển lên huyện ký xong rồi về triển khai vậy thôi. Anh trời ơi, kéo dài kiểu đó là mẹ con người ta chết đói rồi. Tờ trình hoài trời ơi, ông cũng phải làm theo quy trình chứ. Quy trình của con khỉ, quy trình đỡ quy định là mẹ con người ta chết đói sao? Nhưng mà ông không làm đúng quy trình đó mà xã nó xuống hỏi rồi ai chịu trách nhiệm? Tôi nè, tôi trưởng ấp tôi mới chịu trách nhiệm nè. Dạ, ông có chịu không? Dạ 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 thôi, dạ anh hai bớt nóng, dạ anh ba cũng bớt nóng. Thôi mẹ quá con coi ăn cũng không có nhiều. Thôi hai anh ngồi đây coi như tới đây chơi với em là được rồi. À, uống bia hay uống rượu thôi để em vô em làm mớ khô chứ đằng nào cũng ế không có bán được cho ai hết á. Cô Tư là tánh tình rộng rãi lắm chứ không phải như ai kia mà rắc rối để nó ít kỹ đâu. Ông nói ai ạ?
thì tôi nói ai kia đó. Tôi nói cho ông biết, làm việc cái gì cũng phải đúng quy trình. Ông nên nhớ là tôi là trưởng ấp nha. Vẫn chơi với tôi hoài. Chú ơi, cá chín rồi chú ơi. Ăn miếng nha chú. Thôi, tao không ăn đâu. Ăn uống gì vô nữa mà ăn. Nói với chú rồi, chú làm trưởng ấp mà cứ áp dụng mấy cái quy định ở công ty cũ làm sao? Ơi, chú lúc nào cũng quy cũ hết trơn. Mình làm trưởng ấp, mình phải áp dụng là tình người, tình cảm chú ơi. Mày nói gì sao được? Bây giờ bỏ cái quy định đó đó, rồi bây giờ trên xã ta xuống ta hỏi, rồi làm sao tao trả lời được? Con hỏi chú nha, mấy cái quy định đó ai đặt ra? Cũng do chú đặt ra không mà. Mà chú đặt ra rồi thì sao? Mình đổi được mà chú. Không mấy vậy nè, mình bỏ luôn quy định đi chú. À ha. Dạ. Mày nói tao thấy cũng có lý. Cái quy định đó đó, mình đề ra thì bây giờ mình bỏ cũng được. Nhưng mà bây giờ bỏ hay lấy đó, thằng cha Ba Chung chẳng cũng thắng điểm tao rồi, thì cũng như không thôi. Gì? Ông Ba Chung hả? Trời, nghĩ sao chú sợ ông Ba Chung làm cái gì? Ông Ba Chung là chỉ được có cái miệng không à. Ở đây á, ai cũng gọi ổng là ba nổ. Con thấy á, muốn làm trưởng ấp tốt á, mình đừng có nổ, mà mình phải hành động. Chú phải hành động mới thắng được ổng chú ơi. Làm sao? Là chú phải làm, chứ đừng có nói. Chú muốn cái gì, chú hãy hành động đi chú. Đúng rồi, mày nói tao thấy có lý. Bây giờ bỏ cái quy định đó, mình không có nói nữa, mà bây giờ mình làm. Dạ đúng rồi. Mày, tao thấy được, cái tướng mày đúng là làm cái gì đó. Không quên. À, làm quân sư, đó, làm quân sư cho tao được đó. Ê, con làm quân sư luôn. Ừ. Trời ơi, sướng vậy. Quân sư xin mời bào chúa. Ừ. Bào chúa không dám ăn, sợ ói. Chú Ba, chú Ba, dừng lại. Dừng lại chú Ba ơi. Mày làm cái gì vậy? Có chuyện quan trọng, dừng xe. Vô đây con nói chuyện nè. Thằng này lúc nào nó cũng quan trọng hết trơn rồi á. Gì nó ra coi. Trời ơi, chú xuống xe đi, xuống xe có chuyện quan trọng. Nhìn lên, nhanh lên nhìn. Có chuyện quan trọng. Gã xe bây giờ. Chuyện quan trọng mà chú ơi. Lúc nào cũng quan trọng, gì quan trọng? Con nghe nói chú đang thắng đậm ông hai đúng không? Gì quan trọng nữa? Có đó là chuyện dĩ nhiên. Tao nói mày nghe nè, bữa đó mà có mặt mày rồi bây giờ cái mặt ông coi nó ngu dữ lắm. Mà tao nói mày nghe là người khác ngu á thì còn dễ thương, còn cái mặt nhớ nó ngu á tao thấy ghét thêm đấy. tao vui bữa đó. Chú sắp thua ông hai rồi, con nói thiệt, sắp thua ông hai rồi. Thua là thua sao vậy? Con có tâm trạng kể, con báo tin cái con về liền. Ê, mày nói là mày phải kể, tại sao tao thua? Trời, không được, bây giờ con phải đi lo chuyện của con. Chuyện gì? Đi trả tiền cho người ta. Đi nói mày trả không được vậy? Thua mấy thằng bạn bán cá nó dụ, có nhiều tiền đưa nó trơn rồi. Rồi giờ sao? Giờ có ai mà cho con? Mày muốn mượn tiền chứ gì? Mày nói cái chuyện dài nãy giờ tới lui là mượn tiền chứ đúng không? Dạ chú. Ê, tính làm tiền chính quyền địa phương hả con? Trời ơi, tao là trưởng ấp nha. Chú phó rồi chú ơi. À, phó trưởng ấp rồi sao? Mà chú nói quá là nghĩ sao con dám có gan làm tiền chú. Tại con kẹt quá nên nhớ chú qua mượn, mốt có tiền trả. Lúc nào cũng vậy. Tao đưa tiền rồi nói liền nha. Dạ. Ừ. Nè mày, tao lấy mày đó 4 tờ đi, tao dưỡng tờ lắc túng cà phê. Ôi chú ơi, có 1 tờ đưa luôn đi mới đủ chú. Trời ơi, tao đang đi xe mà trong mình tao không có tiền sao được. Dạ, có nhiều đợi. Dạ, cảm ơn chú. Ừ, rồi, nói cho tao nghe. Chú muốn biết lý do tại sao đúng không? Ừ. Chú đi theo con. Nắng quá trời quá đất. Dạ. Tư uống miếng nước rồi Tư. Dạ, cảm ơn hai. Thấy ghê chưa? Chú thấy ghê chưa? Tập chất tâm. Trời ơi. Chú, bộ chú dính gì kìa? Dính gì? Dính kìa. Trời, lá cây hèn gì nhột gần chết luôn. Cái gì Tư, quấn quýt chưa? Thấm thiết chưa? Ghê chưa? Cha Thành là chơi vậy là bậy rồi nè. Chơi là đá sau lưng nè. Chơi đậu cổ của tao là chơi. Tao tức lắm nè. Đợt này là chú thua chắc rồi. Tại sao? Ông Thành
ổng nói ổng làm được, ổng qua ổng phụ kìa. À, ai như chú? Tao sao? Trời ơi, qua gì Tư? Nói chuyện ba lát ba xàm xong cười hế 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 đi về. Giả trong mặt bây giờ. Miệng với đàn bà, lỗ tai tao hoài à. Bây giờ tao hỏi mày nè, tao muốn lật ngược tình thế lại, được không? Lật ngược, con không lật ngược được. Con giúp chú khắc phục được. Khắc phục? Dạ. Khắc phục là sao? Chú nhìn lên trời đi. Chú thấy gì không? Không. Vậy mà không thấy nữa. Mày lật ngược tình thế, mày khắc phục, mày biểu tao nhìn trời chi? Đi đình người ta mà la lớn quá, nói nhỏ cho. Ồ, thế à? Ơi, nắng quá trời, nắng thiệt dạ. Khổ ghê. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người. Duyên kiếp không lâu mà trời nóng quá anh hai ơi. Bữa nay nắng quá trời quá đất. Dạ. Bộ bữa mưa, bữa nay nắng. Tôi quên đem cây dù cho cô nữa. Dạ, không biết nắng gì, người ta có vô người ta uống nước hay không nè. Dù đây, có dù tới đây. Dù tới đây. Dạ. Dù tới đây. Trời ơi, trời 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 trời, chỗ khác ơi. Trời đất ơi, cái gió nó bọc mà. Chỗ khác. Trời ơi. Chỗ khác để người ta đi khám cái dù. Chưa nắng đựng lạng lạng ngay mặt, chịu không nổi. Trời đất ơi. Anh ba. À. Trời ơi, đã. Lên chút, lên chút, lên chút. Đòn nha. Cho nắng mình che xiết lại. Trời ơi, đang ngồi mà nó nắng dữ dằn vậy. Cái đem cái dù tới giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy đó. Dạ mát chưa? Dạ, mát lắm rồi. Ừ. Nhưng mà sao ngộ ha? Sao? Có cái bóng râm như vậy rồi nè. Nhưng mà nó bị đứng gió sao á. Hôm nay nó... Đứng gió, có gió. Ồ, dạ. Rồi, chờ một xíu. Dạ, dạ. Dạ, ở đâu? Đi. Trời ơi! Có luôn cái quạt luôn. Mình để xích qua đây nè anh. Đó đó, mình để xích qua đây đó. Đúng rồi, đúng rồi. Để dưới đi bật lên. Dạ đúng rồi. À, hay quá. Ủa mà mình điện đâu mình ghim anh? Mới mua mấy chục thước dây kéo từ trong nhà cô ra luôn. Trời ơi. Để sẵn đây. Trời ơi, dữ dằn quá. Hèn chi sớm ơi tới giờ nó. Ủa sao cái tủ ủ điện ở đây ai để đây? À, mát chưa? Mát chưa? Mát. Tôi chứ không phải như ai kia đâu. Sợ từng thước dây điện. Tôi mua mấy chục thước luôn á. Thiệt là mát quá à. Cảm giác như là làn gió xuân đang vờn trên làn da của em vậy đó. Cảm ơn anh ba nghe. Anh ba ngồi đi. Trời ơi, ơn nghĩa gì dạ. Mình với Tư mà ơn nghĩa gì. Cái quạt này mình có thể cho nó quay vòng vòng được không? Không. Để cho anh hai anh mát với. Không được. Mà mình còn không đứng nghe cái quạt nữa. Quay làm chi, một mình Tư mát được rồi. Dạ. Thôi khỏi, tôi không có cần mát đâu. Cái quạt đó mình nên cô còn không đủ nữa. Trời ơi, cái người người ta làm sao mà đem cái quạt đó bên lớn à. Đỡ hơn ai kia không có quạt. Anh hai ra đây ngồi nè, có cái bóng râm cho nó mát. Thôi tôi ngồi đây cũng mát vậy cô. Tôi đâu cần ngồi dù của người ta. Thì ngồi đây cũng có gió nè. Ôi, ngồi đây mệt quá. Đi à. Anh uống nước đi kìa. Ủa anh hai đi đâu vậy? Tôi đi vô ấp chứ đâu có ở không đâu. Làm việc mà, ăn lương nhà nước mà. Cũng phải làm cho hết trách nhiệm mình chứ. Đâu phải vô trách nhiệm vậy, thấy không? Mà tối ngày cái chỗ nào có đàn bà giá là tôi thấy là có mặt ở suốt. Với cái chỗ nào có nhậu á, có mồi á, nghe mùi cái là lết tới liền à. Mệt. Ủa? Làm vậy? Ủa? Ê. Nào quẩn ghé uống nước nha anh hai. Ai lết? Hồi sáng giờ ai lết đây? Tôi làm việc cho ai làm việc? Mới làm trưởng ấp cái bài đặt. Đây nè, thằng này làm trưởng ấp hai nhiệm kỳ rồi nha. Ô, chào anh hai trưởng ấp. Hân hạnh chào cấp dưới. Anh hai. Gì đây? Ủa mở quán hả? Cấp trên mở quán hả? Bộ đuôi hay sao mà không thấy hai chữ Tư Mập? À, đem cái chữ bản này là tặng cho cô Tư. Cái gì nữa, trời đất ơi, người thân người ta mở quán, người ta phải vẽ bản rồi người ta tặng cho người... Thôi đi, trời ơi, mình tặng cho người ta là mình tặng cái gì có giá trị, thấy không? Còn không, cái gì đây, đó? Đây, tặng chữ thư pháp đàng hoàng, ai mà tặng cái ba cái đồ gì, người lên ở nhà vẽ không được nữa trời.
Trời đất ơi, người ta vẽ cái chữ này nè, mua bán đặng người ta nhìn vô, nó chạy xe ngang là người ta đọc được rồi. Đó, nó theo quán tư mập nè, đó, còn của ông á. Sao? Phải đậu xe lại, đọc hết mấy cái chữ này đó là tới chiều luôn đó. Dòm đi, y như là cái con gì bò, con rắn, con gì bò, con trùng, con gì chứ đâu phải cái chữ. Đừng nói vậy, ta cười chết. Đây là chữ thư pháp, có tiền lắm đó nha, mới viết được cái chữ này. Trời. Còn không có tiền ở nhà vậy nè. Ông dòm đi người ta nè, màu xanh đàng hoàng còn của ông đó. Dạ? Cái quán ai mà treo cái chữ màu đen của bảng trắng. Cái này thường thường tôi thấy đó, người ta để gì nè, thành kính phân ưu. Còn không nữa thì vô cùng thương tiếc. Chứ quán xá để cái này ai dám vô ăn. Trời ơi, nói chuyện với ông tôi mệt quá ông ơi. Đến đâu vậy? Lỡ quán cô Tư. Đâu có được, làm phó phải đi sao chứ. Mới đụng cái té rồi gì mà đòi làm trưởng ấp gì không đâu. Ê, ỷ cấp trên đang hiếp cấp dưới hả? Dạ, em mời hai anh trưởng ấp, phó ấp uống miếng trà đá cho nó mát lòng mát dạ. Ở đây trưởng phó gì nữa? Ai trưởng ai phó? Dạ, vậy thôi Tư xin mời hai anh ấp uống nước trà. Dạ, dạ đây, dạ của anh ấp. Cảm ơn Tư. Dạ, đây là của anh ấp. Dạ. Cảm ơn hai anh. Ta nói chu cha ơi, một bên thì nổi bật ha, còn bên kia thì trời ơi, cái chữ nó đẹp phải nói luôn vậy đó. Nhìn là mê liền vậy ha. Tôi nói cho cô biết nha, cái biển này nè. Dạ. Tôi đặt ở ngoài thị trấn á, người ta chuyên vẽ về cái quảng cáo đó, chứ không phải đơn giản đâu, chuyên nghiệp luôn đó, công ty của người ta đó. Dạ. Màu đẹp lắm anh, tươi tắn lắm. Trời. Biển của tôi á. Dạ. Tôi thuê hẳn họa sĩ, mà cái người này đó là ở trường mỹ thuật. Trời ơi. Người ta tốt nghiệp trường mỹ thuật đàng hoàng. Danh giá quá. Chữ thư pháp nha. Wow. Trời ơi, cái biển đó quảng cáo bán đồ ăn mà làm như đi thi mỹ thuật vậy, vẽ chữ thư pháp đồ nữa, chữ nghĩa của người ta cho nó rõ ràng, nhìn vô dễ đọc, bán món gì ăn món gì uống đâu đó rõ ràng, còn làm cái gì đó mà quằn quện. Ý ta dòm vô ta tưởng đâu ở đây mà bán cái món trùng quế xào lăng. Trời. Buôn bán kinh doanh là phải làm cái gì đập vô mắt người ta thì người ta mới vô ăn uống, ta thấy đẹp ta ăn uống. Chữ thư pháp đàng hoàng, còn ai mà đi viết cái chữ nhà quê nít viết còn được mà. Thứ Tư vậy có... Thứ Tư, đây là đường liên thôn, ai cho tiếng bày bán ở đây, người ta đi qua đi lại sao được. Dạ thưa các bộ, nói nào ngay Tư cũng đâu có mà gan dạ tới mức độ mà bày bán giữa đường. Cái này là như cán bộ nói là đường liên thôn, thì một nửa của thôn này nửa thôn kia không ai quản lý hết, là Tư bày Tư bán ở đây. Với lại Tư có sự đồng ý của trưởng ấp với lại phó ấp nha. Ai trưởng ấp ở đây? Dạ. Thôi chứ anh ba trưởng ấp ngồi đây chán nghe, tôi đi về trước. Tôi phó nè. Thôi ngồi đây đi. Tôi phó mà. Trưởng ấp kia kìa. Đó, còn phó ấp đi đây nè.